Ukraine ký thỏa thuận an ninh với EU. Ukraine ký thỏa thuận an ninh với EU và hai nước thành viên liên minh là Litva và Estonia nhằm giúp Kyiv tăng cường khả năng tự vệ. Thỏa thuận an ninh giữa Ukraine và Liên minh châu Âu EU được Tổng thống Zelensky ký ngày 27 tháng 6 với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jens và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Brussels, Bỉ. Theo thỏa thuận, Ukraine cam kết cải cách an ninh, tình báo và quốc phòng theo lộ trình hướng đến gia nhập EU. Kyiv tăng cường minh bạch và giải trình liên quan các khoản hỗ trợ nhận được cũng như đóng góp cho an ninh của Brussels. EU cam kết tiếp tục viện trợ quân sự sát thương và phi sát thương, huấn luyện cho Ukraine thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu, EPF. Quỹ hỗ trợ Ukraine có ngân sách 5 tỷ euro, 5,3 tỷ USD năm 2024. Những cam kết này sẽ giúp Ukraine tự vệ, tránh bất ổn và răn đe các hành động gây hấn trong tương lai. Ông Michel viết trên X. Ukraine cùng ngày còn ký các thỏa thuận an ninh tương tự với Latvia và Estonia, hai quốc gia thành viên EU. Ukraine trước đó đã ký thỏa thuận an ninh song phương với hơn 10 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh, đồng thời mở đường cho Kyiv có thể gia nhập EU và NATO trong tương lai.